Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nếu yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành cũng như là yêu thích những câu chuyện của Nguyễn Thành nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe quyển 6, chương thứ 206 mang tên Thay đổi thân phận. trong lúc bạch vô cầu ngượng ngùng xoắn suýt bên ngoài đồn nhiên có người gõ cửa rồi một giọng nói cũng coi như khá quen tai vang lên quỷ lao tiền trưởng có bên trong không yên vương điện hà cho mời quỷ lao tiền trưởng có đó không người đang nói bên ngoài đúng là tiêu nhương ban sáng đã gặp một lần nghe thấy giọng hắn nói chuyện không vội không gấp hẳn là đã được người hầu ở dịch quán cho biết hai cha con bọn họ đã trở về nếu người đã biết thì cũng không việc gì phải giấu nữa thế là quy bất quy cười khà khà lên tiếng đáp lời <laughs> tiêu đại nhân thật là mắt tinh tai thính ông già ta chân trước vào cửa sau lưng người đã biết mà đến rồi vào đi có gì thì vào đây mà nói quy bất quy vừa nói dứt lời đã thấy vị tiêu nhương đại nhân kia đầy cửa bước tới gặp được một người một yêu hắn liền cười mà nói <cười> Yên Vương Điện Hạ đột nhiên cho triệu gấp lão nhân ra ngài và ngô miễn tiên trường. Chỉ là ta đã đi qua chỗ ngô miễn mấy lượt mà trong phòng y vẫn không thấy có ai đáp lời. Cho nên mới đến đây thử vận may. Không ngờ cuối cùng lại đoán mò mà trúng. Thế thì đúng là ý trời cho người tìm được ông già ta và con trai ngốc. Quy Bất Quy cười một tiếng tiếp tục nói. Vậy thì đi thử xem Yên Vương có chuyện gì Mà phải triệu kiến mấy người bọn ta gấp gáp như vậy Tìm được đám người Mông Cổ trả trộn trong quân rồi sao À cây này thì ta không được biết Hai vị tiên trưởng vân nên đến chỗ Yên Vương một chuyến Đến rồi thì cây gì cô biết cả thôi Tiểu Nhường khép mỉm cười lại nói tiếp Có điều trước đó thế từ điện hả Có truyền về một tin Có vẻ như là không phải tin tốt Tin tức mà Chu Cao Xí sai người báo về Không đề cập đến hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu Cho nên ngay cả Yên Vương hiện giờ Cũng không biết hai người này đã biết chuyện Tiểu Nhương chỉ nghĩ là Quy Bất Quy nghe được tin tức Có người Mông Cổ trà trộn vào Yên Quân Từ chỗ tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn Ông già dạ, Chúng ta đi qua đó xem xem Đợi ở đâu mà chả phải đợi Có lẽ là tìm được Đà Kim Nhi rồi Bảo chúng ta Nhanh chóng qua đó cũng nên đấy Trong lòng Bách Vô Cầu Không quá tin tưởng rằng Đà Kim Nhi sẽ quay về Nhưng hiện giờ chỉ cần làm sao có thể Cách sang ngô miễn một chút Kể cả nuôi đào biển lửa Hắn cũng phải đi một vòng Chưa kể đến khả năng Đà Kim Nhi Đã hết giận dỗi Từ mình trở về Cô nàng này mà nghĩ thông suốt hồi tâm chuyển ý Thì cũng bất được không ít phiền hà Nghe Bách Vô Cầu nói vậy Quy bất quy cười khà khà một tiếng Rồi nói với tên cao to đen thôi Hiểm thấy con trai góc người để bụng như vậy Thế thì đi qua đó xem một chút Biết đâu lần này Thành Dương Châu thật sự xảy ra chuyện thì sao Thế là Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu Đi theo tiêu nhường đến nhà môn Tri Châu bên cạnh dịch quán Tòa vương phủ tạm thời bây giờ Đã bố trí canh phòng nghiêm ngặt Toàn bộ Thành Dương Châu cũng bắt đầu thi hành lệnh giới nghiêm. Đường phố bốn phía quanh nha môn đã điều trọng binh về phòng vệ. Yên vương còn hạ vương chỉ, đều thêm 2.000 quan binh bao vây thật chặt nơi này. Bất luận kẻ nào muốn tiến vào nha môn Chi Châu, trước tiên đều phải cởi quần áo cho đại phu kiểm tra một lượt. Sau khi xác nhận trên cơ thể không nhiễm dịch độc thì mới được phép đi vào vương phủ tạm thời. Trên lầu cao của nhà môn cũng có mấy chục công thủ đứng sẵn Yên vương hạ lệnh Chỉ cần nhìn thấy có người mua đến gần nơi này Công thủ có thể không cần tra hỏi trực tiếp Bắn chết tươi Cho dù là ngộ sát Thì công thủ bắn chết người Cũng sẽ không bị hạch tội May mà Quỳ bất quý và bách vô cầu Có thân phận tôn quý Cả hai không bị lục soát người Mà được Tiểu nhường đưa thẳng vào trong nha môn Sau đó lại giao cho trịnh hòa Đang canh gác ở trong sân Tiểu nhường xong việc rồi thì rời đi thay giám trình hòa dẫn một người một yêu đi xuyên qua trung đường tới vườn hoa ở hậu viện lúc này chủ đề đang ngồi trong đình hóng mát giữa vườn hoa nghe quan tướng thủ hạ báo cáo một vị tương quân mặt trắng có ba chòm râu dài trong số đó đang nói hiện tại hậu quân đã bắt đầu tự kiểm tra đoàn nhàn tam vệ cũng thay đổi địa điểm đóng quân ngoài ra còn thay đổi ký hiệu trên áo và mật ngữ ám hiệu cho dù có người Mông Cổ giả mạo Thì cô ông chỉ cần liếc mắt một cái Là có thể phân biệt được ngay Trong lúc tướng quân mặt trắng nói chuyện Chú đệ đang đọc danh sách Quan quân phòng thủ Dương Châu Nghe người nọ nói xong Hàn Công đóng danh sách lại Nói Lại điều thêm 3.000 cung thủ tuần hành Chỉ cần nhìn thấy người có tướng mạo giống người Mông Cổ Là lập tức bắn chết Dùng vôi bọc thi thể Đưa ra ngoài thành khám nghiệm nếu phát hiện có dấu hiệu trúng dịch độc Phải lập tức thiêu hủy ngay Trong khi nói chu đệ vừa vặn trông thấy quý bất quy Và bách vô cầu được Trịnh Hòa dẫn vào Hát liền cho giải tán đám quan viên trước mặt Sau đó tươi cười đứng lên nghênh đón một người một yêu Nói à, Hai vị tiên trưởng đã đi đâu thế Hiện giờ thành Dương Châu xảy ra chuyện lớn rồi Mấy vạn ba tánh Dương Châu Có lẽ sắp phải hứng chịu Tai ương ngập đầu Thế tử chu cao sĩ của bồn vương phát hiện Ở ngoài thành Dương Châu Có dịch độc Mông Cổ 113 người Mông Cổ Thân mặc quân phục Mang ký hiệu yên quân Trong số đó cầm đầu là một vu sư Trên người bọn chúng đều nhiễm dịch độc Hiện giờ đều đã chết Và bị thiêu hủy trên đường lớn Cách thành Dương Châu ngoài 20 dặm Vẫn còn chưa biết Đã có bao nhiêu người Mông Cổ trà trộn Vào trong đại quân của Điện Hạ nữa Quy bất quỳ cắt ngang lời yên vương Ông già nhìn qua chu đệ Đang trợn mắt há mồm kinh ngạc Cười cười tiếp tục nói <laughs> Điện hạ đừng trách thế tử Là ông già ta căn dặn thế tử Không cần nhắc đến ông già ta Bốn vương cơ bảo thằng bé cao xí Làm thế nào bình ổn được dịch độc của người Mông Cổ Hoa dạ là có hai vị tiên trưởng ra tay tương trợ chu đề cười ha ha Tiếp tục nói Đều hai vị tiên trường đều đã biết Vậy thì còn lại đều dễ nói rồi Tham tử của Bồn Vương ở Mạc Bắc vừa truyền tin về Lần này có tổng cộng hơn 5.000 người Mông Cổ Vòng qua Bắc Bình xuống Giang Nam Trong đó có 2.000 tử sĩ Mông Cổ Còn có hơn 20 vu sư Bao nhiêu người như vậy mà hiện giờ như thể bốc hơi đi mất Ngoại trừ hơn 100 tử sĩ đã bỏ mạng kia Thì số còn lại đều không biết đi đâu đã đến đây chu đề dừng lại một chút thở dài rồi mới nói tiếp hiện giờ thầy trò thiếu sư đã ra ngoài tìm kiếm tung tích đám người mông cổ đó trước khi đi thiếu sư đã dặn dò buồn vương cần phải nhờ mấy vị tiên trưởng giúp đỡ dù sao thì nơi này cũng ở rất gần kinh thành một khi dịch độc của người mông cổ lây lan rộng rãi cho dù là bệ hạ và ba tánh ở kinh thành cũng khó tránh khỏi bị nhiễm bệnh dịch hiểm nghèo này thầy trò diêu quảng hiếu cũng phải ra ngoài tìm người mông cổ xem ra chuyện này quả thực rất cấp bách rồi quê bất quy nhìn yên vương một cái tiếp tục nói vậy là thầy trò hòa thượng kia đã giao lại an nguy của điện hạ vào tay mấy người bọn ta hả cái tên đầu trọng này vẫn không sửa được tật xấu cũ cứ coi ông già ta như người một nhà mà dùng đấy hai câu nói hết lời quê bất quy lại thay đổi nét mặt Ông già cười tùm tìm Nhìn Yên Vương nói tiếp Hòa thượng Diêu Quảng Hiếu kia Dân theo đệ tử đi tìm người Mông Cổ Thế đại thuật sĩ tịch ứng chân sư tôn của hắn thì sao Làm nhân ra ngài ấy không ra mặt hả Không phải ông già ta tân bốc ông ấy chứ Có vị đại thuật sĩ ấy hỗ trợ Thì cho dù cả năm ngàn người Mông Cổ kia Có keo nhau đến trước mặt điện hạ Cũng không thể thương tổn được điện hạ đâu ngài thấy quy bất quy nhắc đến vị đại thuật sĩ trong truyền thuyết kia yên vương chủ đề cười khổ một tiếng đáp đại thuật sĩ cũng là nhân vật chẳng khác nào thần tiên lam nhân ra ngài ấy là thần long thấy đầu không thấy đuôi bình thường không khi nào nhìn thấy tịch ứng chân tiên sinh nhưng chỉ cần chỗ bổn vương xảy ra chuyện là lam nhân ra ngài ấy sẽ bất ngờ xuất hiện ngay Bồn vương cũng mong là có thể mời ứng chân tiên sinh ở lại bên mình thêm mấy ngày nhưng lão nhân ra ngày ấy không chịu được gò bó Chưa được mấy ngày Đã tự mình biến mất rồi Lời Yên Vương nói Cũng thật là Tính cách của đại thuật sĩ Quý bất quy cười khổ một chút Vô định bảo chu đệ Phái người đi ký viện tìm thử Nhưng lời ra đến cửa miệng rồi Vẫn nuốt ngược trở vào Nếu vị đại thuật sĩ kia thật sự về đến bên cạnh mình Nhìn một cái Liền thấy không vừa mắt Lại cho một bàn tay thì cũng không phải chuyện đùa giỡn. Ngoài trừ tịch ứng chân, Ngô Miễn cô biến mất không thấy đâu. Từ lúc biết tin về người Mông Cổ, Yên Vương đã mấy lần phái người đến dịch quán tìm đá người Ngô Miễn quy bất quy. Có điều không thấy ông giả đâu còn chưa tính. Đến cả nam nhân tóc bạc cô biến mất không thấy tâm hơi. Hiện giờ thầy trò Diêu Quảng Hiếu đã ra ngoài truy tìm tung tích người Mông Cổ. An toàn của Chu đệ coi như giao phó vào tay quy bất quy sau khi nhận lời bảo đảm an toàn cho Yên Vương, trong lòng quy bất quý cũng bắt đầu thầm nhủ. Nếu vị thiên hộ cầm y vệ trịnh quân kia mà biết mình thiếu chút nữa, đã có cơ hội tiếp xúc gần với Yên Vương như thế này. Đoán trường hắn sẽ hối hận đến nỗi, ngủ mơ cũng phải khóc đến tỉnh lại cho xem. Sau khi nhận lời Yên Vương, Quyên Bất Quỳ liền cùng với Bách Vô Cầu, ở lại bên cạnh Chu Đệ, Giống như lúc trước từng canh giữ bên người tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn Hai cha con bọn họ Tìm hai cây ghế dựa Ngồi ở xa xa mặc canh chừng Lông này Chủ đề đã quay lại trung đường làm việc Có hai nhân vật thần tiên như Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu ở bên cạnh Trải tìm trong ngược của Yên Vương rốt cuộc Cũng có thể yên ổn thả lại xuống bụng Trước đó bởi vì Diêu Quảng Hiếu Dân theo quán vô danh Đi truy lùng đám người Mông Cổ Hầu về bên cạnh hắn Chỉ có mấy đệ tử Mà hòa thượng mới vừa thu nhận Yên vương không quá yên tâm về những người này Lại lo lắng người Mông Cổ Sẽ thừa cơ xông vào vương phủ tạm thời Hết cách Mới đành dọn ra vườn hoa phía sau xử lý công vụ Để lần như có người Mông Cổ xông vào Phát tán dịch độc Hắn còn có thể chạy thoát từ cổng trước Hoặc cổng sau Hơn nữa ngoài vườn hoa thoáng đáng rộng mở Có gặp dịch độc Chỉ cần tìm vị trí đầu gió là xe không dễ bị nhiễm phải. Hiện giờ quy bất quy và bách vô cầu đã đến. Chủ đề không cần phải sợ nữa. liền yên tâm trở lại trung đường. Điên răng về hắn liên tục triệu kiến văn võ quan viên xử lý công việc. Bách vô cầu tạc lưỡi mấy cái nói với quy bất quy. Ông già, chúng ta như này có bị coi là ăn cây táo rào cây sung không nhỉ? Mấy hôm trước còn ở trong hoàng cung Trấn thủ tiểu hoàng đế <laughs> Bây giờ đã đổi sang thủ yên vương Chả nói tiểu hoàng đế Mà biết hai cha con ta như vậy Liệu có nổi điên mắng chửi sau lưng chúng ta không Vừa rồi ông đây cứ cảm thấy Sông lưng lạnh toát đấy. Nói không chừng ý đang mắng ông đây đây Mắng ông đây không phải do người nuôi Thế Là chu doan văn mắng người Hay là người đang mắng cha người đây Quỷ bất quỷ tức giận lườm bách vô cầu Nhưng ghê đến chuyện chu doan văn Bắt trước dáng vẻ bách vô cầu Ngoạc mồm chửi đồng Ông già lại không nhịn được Mà phi cười một tiếng Cô mai mới nhịn lại cơn tức cười Ông già tiếp tục nói với tên thô lỗ Còn trải ngốc cả à, Luận về công hay tư thì hai chúng ta Đều không tính là ăn cây táo rào cây sung Chúng ta chỉ tạm thời bảo vệ yên vương một thời gian ngắn thôi Vừa rồi hắn nói không sai Đời này ở rất gần Kinh Thành Nếu như dịch độc từ đây lây lan ra ngoài Tiểu Hoàng đế và dân chúng ở Kinh Thành Cũng không có kết cục tốt Cho nên luận về công Thì chúng ta làm vậy cũng coi như Đang bảo vệ Kinh Đô Cũng như những vùng xung quanh đây Nói đến đây Quyên Bất Quỳ cười khà khà một tiếng Lên nhìn qua Bách Vô Cầu Rồi tiếp tục nói Luận về tư Thì Yên Vương là cha ruột của Đà Kim Nhi không khéo về sau Còn là nhạc phụ của ngươi Cũng chính là thông gia của ông giả ta Giúp đỡ thông gia chút chuyện nhỏ Cũng không phải việc gì quá đáng nhỉ uhm, Ông già cha đừng có mà nói bậy Đà Kim Nhi đã không chịu Thì đừng nói là cha nàng Còn là ông nội nàng ta tới Cũng vô dụng thôi Nghe đến những lời Đà Kim Nhi Nói với mình lúc rạng sáng Bạch vô cầu liền héo rút yêu xỉu Như cả tím gặp xương Hắn thở ngắn than dài Liếc nhìn quy bất quy một cái Lại nói tiếp à, Ông đây chỉ mong năm dài tháng rộng Cô nàng kia có thể hồi tâm chuyển ý Nhìn bộ dạng bách vô cầu ủ rũ hiếm thấy Quy bất quy đứng lên đưa tay Vô vô lên vai hắn nói còn trai ngốc Đừng nghĩ nhiều thế Nhờ kỳ mấy lời ông già ta nói Nên là của ngươi Thì chính là của ngươi không ai cướp đoạt được. Quý bất quy vừa nói đến đây, thì thấy từ phía cổng lớn có một vị tướng quân mập mạp đi vào. Người này trước đó không lâu, mới vừa chia tay Quý bất quy và bách vô cầu. Đúng là yên vương thế tử, chu cao sĩ. Gà đi bước nào là thịt trên người lại rung rinh theo bước ấy. Thoàn nhìn thật sự buồn cười đến nỗi, nói không nên lời. Đi đến trước mặt yên vương, chu cao sĩ được thay giám trịnh hòa dịu đỡ, khó nhọc quỳ xuống hành lễ với phụ vương của mình kể lại một lượt những chuyện xảy ra sau khi gặp gỡ quy bất quy và bách vô cầu cho chu đệ nghe cuối cùng gã nói trước khi con trai trở về Đã phải binh sĩ thủ hạ đi điều tra những nơi có thể giấu người ở xung quanh khu vực đó hiện giờ những người mông cổ đó đã không thể giả trang quân ta hoặc đoan nhan tam vệ được nữa con trai lo lắng bọn chúng sẽ tách lẻ ra ẩn nấp ở đâu đó Nhìn đứa con trai cả Tai to mặt lớn Tỏ béo không kém con heo là mấy trước mặt mình Chú đề không nhịn được khẽ nhíu mày Nói với chú cao sĩ Quỳ bất quỳ và bách vô cầu Hai vị tiên trường Giúp đỡ con tiêu diệt tu sĩ mông cổ Tại sao con không bỏng báo lại Với bổn vương được câu nào Chú cao sĩ con đang âm mưu chuyện gì Là muốn tranh công Hay là muốn châm ngòi quan hệ giữa nhị đệ con Và mấy vị tiên trường hả Chú đề ở ngay trước mặt các cung nữ thái giám cùng với một người một yêu quỳ bất quy và bách vô cầu gian dạy của mắng thế tử của mình một trận sau đó tiếp tục nói con là thế tử của bổn vương về sau sẽ kế thừa vương vị Nếu con nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi tài to mặt lớn có chỗ nào giống vương tước một cõi không lúc còn lên 200 cân bổn vương đã nói là con không thể béo thêm nữa Kết quả mấy con mấy năm Mà giờ con đã sắp 400 cân rồi Chú cao sĩ à Con mà còn tiếp tục béo lên nữa như thế Thì coi như con vô duyên Với ngôi vị yên vương Phụ vương dạy rất phải Con trai trở về Sẽ để ý hơn trong việc ăn uống Chú cao sĩ cười nịnh nọt Nhìn phụ vương mình Hơi dừng một chút rồi nói tiếp Có điều cho con trai Còn có chuyện muốn thương lượng với phụ vương mấy ngàn gần vạn người Mông Cổ đã thành công len lút thâm nhập đến gần Dương Châu. Nhưng mà con trai không rõ tại sao chỉ có hơn trăm binh lính Mông Cổ kia xuất hiện những người còn lại đi đâu rồi. đó đến đây, chú cao sĩ nâng mắt nhìn trộm Yên Vương chu đệ ngồi đối diện. Rồi gà tiếp tục nói con trai nghi ngờ đám người Mông Cổ đó hoặc là đã tìm nơi an toàn ẩn thân hoặc là đã đi hướng kinh thành. Mà họ lần này chẳng qua là mượn đường đi qua Mục tiêu chưa chắc đã là phụ vương ngài Có nói đám người mông cổ đó Không phải nhắm vào bổn vương Chu đệ cười một tiếng đầy vẻ châm trọng, Nhìn đứa con trai mập như heo của mình rồi nói tiếp Vậy thì nhắm vào ai? Lẽ nào là nhắm vào hoàng đế sao? Người mông cổ không phải đồ ngốc Để bọn chúng làm vậy Khác nào là đang giúp bổn vương Bồn vương 13 tuổi đã đi theo thái tổ hoàng đế xuất chinh tấn công Mông Cổ. Bên nào nhẹ, bên nào nặng, chẳng lẽ bọn chúng không phân biệt được sao? Trong lúc chu đệ nói chuyện, chu cao sĩ chỉ cúi đầu không nói lời nào. Yên vương thấy vậy cũng thở dài, cuối cùng nói với con trai cả của mình. Hai vị tiên trưởng Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã đến đây rồi. Người còn muốn nói gì thì đi thỉnh giáo hai vị ấy, đừng cản trở bổn vương nữa. Yên Vương nói xong câu này Chú Cao Sĩ mới quay đầu lại Để thấy hai cha con Quỳ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu Đang ngồi trong góc Thế tử mập nhìn bọn họ khét cười một chút Sau đó hành lễ cáo từ với Yên Vương Rồi xoay người đi tới bên cạnh Một người một yêu Vừa rồi Cao Sĩ Còn định đi gặp hai vị tiên trưởng Không ngờ hai vị đã đến Vương Phủ rồi Chú Cao Sĩ cười ha ha Nói một câu Rồi tiếp tục nói với Quỳ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu Cao sĩ còn phải quay về dẫn binh Không về ngồi lâu với hai vị được Trước khi đi Còn có một chuyện muốn thỉnh giáo hai vị tiên trưởng Theo hai vị thấy thì đám người Mông Cổ còn lại Liệu có thể trốn ở nơi nào Cây này đến cha con các ngươi Còn không nghĩ ra được Ông già ta làm sao mà biết chứ Quỷ bất quỷ cười khả khả một tiếng nói tiếp Có điều dựa theo kinh nghiệm trước đây của ông già ta nếu lúc này không tìm được người Mông Cổ Vậy thì có lẽ Nên đi điều tra người khác xem sao Thế từ Điện Hạ Bên cạnh Yên Vương Điện Hạ Đã có ông già ta và con trai ngốc trông coi Người cứ việc yên tâm Còn lại nên làm cái gì Thì mau chóng đi làm đi thôi Chú cao sĩ thoáng kinh ngạc Gã liếc mắt nhìn ông già quy bất quy Dùng được có thể Đọc hiểu nội tâm của mình Chầm ngâm một lát Trên mặt thế từ mập lại xuất hiện nụ cười hiền lành. Gà quỳ xuống hành lễ với quý bất quý và bách vô cầu, sau đó nói. Đà tả lão tiên trường chỉ bảo, cao sĩ hiểu rõ trong lòng. Nói xong, chú cao sĩ lào đảo muốn đứng dậy. Bật đằng gì gắt thật sự quá mập, cô thử vài lần vẫn không ăn thua. Cuối cùng vẫn phải nhờ bách vô cầu kéo lên, mây biển cưỡng dậy được. Lúc này, trình hoài điền thấy chú cao sĩ có vẻ chật vật, thì cũng đi đến, sau đó vị thai giám về sau rất nổi tiếng này Dịu đỡ yên vương thế tử chậm rãi Rời khỏi vương phủ Thầy bóng dáng chu cao sĩ đã đi khuất hẳn Bay vô cầu mới lên tiếng Nói với quý bất quý Ông già cha có ý gì vậy Và rồi nói chuyện là gì với gã mập kia thế Mới nói có hai ba câu Mà gã đã đi rồi là sao Hai người đang làm cái gì Thần thần bi bí, bí gì thế Quý bất quý cười khả khả đáp <laughs> Cứ nhìn đi Không bao lâu nữa người sẽ biết thôi Nói xong ông già lại bật cười Quay đầu nhìn thoáng qua Yên Vương Đang phê duyệt quân báo lẩm bẩm nói Người có một đứa con trai giỏi đây Sau khi thế tử mập chu cao xí rời khỏi Nhọc nhầm ta bắn mũi đỏ bừng Bê lào đảo siêu vẹo Từ trong phòng ngủ ở hậu đường đi ra Trước đó nó uống say bét nhẹ chu đề liền cho người Đưa nhóc nhân sâm này Đến phòng ngủ của chính mình nghỉ ngơi Thằng nhóc ngủ say mấy canh giờ liền Đến bây giờ mới tỉnh lại Vào rượu nữ nhi hồng to Hai ba mươi cân kia Gần như là bị nó uống sạch Hiện tại vẫn còn lơ ma lơ mơ Sau khi uống say đã xảy ra chuyện gì Thì một chút cũng không nhớ nổi Nhóc nhầm tam liêu siêu Đi đến trước mặt quy bất quy Cơn đồn nào cuộn lên Làm nó phải cố gắng đè nén lại Rồi mới nói với một người một yêu là bất tử Cháu trai à Các người đi đâu vậy Vừa giờ không phải chúng ta đang ăn tiệc sao Các người chuốc xanh nhân sơn bọn ta Xong ừ, vứt đấy thế hả Nhậm lao tam người còn có mặt mũi Mà nói hả Là ai vừa nhìn thấy rượu liền cái mạng cũng bỏ luôn Bạch vô cầu lườm nguyết nhìn nhóc nhậm tam Để cái lỗ chân lông cũng tản ra mùi rượu Tiếp tục nói Không phải ông đây nói người chứ cũng là yêu quái giả đầu rồi Cả ngày không làm được việc gì đứng đắn Không đi kỹ viện thì đến nhà hàng Người ấy cũng lo mà học làm yêu quái đứng đắn như ông đây Bách vô cầu còn chưa nói xong Nhóc đầm tam đã không nhịn được nữa Nó dùng bình bấy cái Rồi nhào đầu rút vào trong đúng quần của quy bất quy Sau đó quẹ một tiếng đột hết đồ ăn trong bụng ra Chỉ trong chốc lát Bên trong trung đường đã tràn đầy Mùi chua chua tanh tanh Chu đề đang ngồi phê duyệt công văn Cũng khó chịu đưa tay bịt mũi Cao mày nhìn về phía này Quỷ bất quy cũng không ngờ Thằng nhóc lại nhào đến Nôn vào quần mình Ông già lập tức đi nhịn ghê tởm Mà tòm lấy gái áo của nhóc nhậm tam Nhắc nó lên Cẩn thận đặt thằng nhóc Cùng đang dính đầy dịch nôn của chính mình xuống đất Lúc này mới nhìn về phía yên vương Cười khổ một tiếng nói <laughs> Ông già ta gặp họa bất ngờ Xin si phép điện hạ cho trở về giờ rái thay quần áo một chút Rồi sẽ quay lại Ở đây có con trai gốc bách vô cầu trông chừng Nghe có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì được đâu nhỉ Lao tiên trưởng ngài cứ tự nhiên chu đệ đổi lại vẻ mặt tươi cười Đáp lời quy bất quy xong Thì lại quay sang nói với trịnh hòa Lại hai bánh xà phòng thơm hàng châu đợi đến cho lão tiên trưởng Lại tìm hai tỷ nữ Đến hầu hạ hai vị tiên trưởng tắm gội thay áo không được bạc đai khách quý của bồn vương Thái giám trình hòa đâm một tiếng Sau đó đích thần đưa quy bất quy và nhóc nhậm tam Bị lấm bẩn đến hậu đường Lúc này lại có mấy tiểu thái giám Chạy đến lau dọn sạch sẽ Để thư nhóc nhậm tam vừa nôn ra Sau khi đốt đàn hương khử mùi Không khí trong trung đường rút cuộc Cũng dễ chịu trở lại Trình Hòa đưa quy bất quy Và nhóc nhậm tam đi rồi Bạch vô cầu ở lại nhàm chán ngồi trên ghế Hắn nhịn Yên Vương đang giao việc cho đám quan viên thủ hạ Trong lòng nghĩ Nếu mình thật sự thành thân với Đà Kim đi Vậy có phải là về sau Còn phải gọi chu đệ một tiếng cha không Quỷ bất quy thì thôi không nói Nhưng bảo mình gọi người này là cha Thì thật có chút không sao nói nổi Hay là nghe canh buộc chết cái áo nhạc phụ tương lai này đi nhỉ Hắn trên một cái Phía tiểu hoàng đế không còn phải đau đầu nữa mà mình cũng kiếm được một cô vợ ngon lành. Loa người bọn họ, hay nói chung hiếu lưỡng toàn. Có phải là chỉ chuyện này không nhỉ? Trong lúc Bạch Vô Cầu đang suy nghĩ miên man, có một tiểu hiệu ý từ bên ngoài đi đến. Mở lúc Yên Vương vừa dặn việc xong, đang tạm nghỉ, người này nói. Điện hạ, trình quân đại nhân sang nay rời đi đã trở lại. Mang theo thánh chỉ của bề hạ đến cầu kiến điện hạ. Mang theo thánh chỉ đến cầu kiến Bồn Vương. Chu đề cửa lạnh một tiếng nói với đám người bên cạnh. "Nhìn thấy không? Để Bồn Vương cứ thế để Trịnh Thiên Hộ tiến vào, tức là không tôn trọng thánh chỉ, đến lúc đó, nam quân bọn họ lại gán cho Bồn Vương thêm tội danh đại nghịch bất đạo nữa. Còn nếu Bồn Vương đích thân ra ngoài tiếp chỉ, xe chuyển ra câu chuyện hắn chỉ là một thiên hộ cầm y về còn con, lại có thể dùng mưu trí thắng được Bồn Vương." Công lại hết sức khó coi truyền vương lệnh của bồn vương Thanh chỉ để lại trước cửa Cho cầm ý về trịnh quân Tự mình đi vào Sau khi tiểu hiệu ý truyền lệnh rời đi Một vị miêu sĩ bên cạnh yên vương lên tiếng nói điện hả Tốc độ của trịnh thiên hồ có vẻ Nhanh quá đây nhỉ Tây tử long hắn rời đi sáng nay đến giờ Còn chưa được 4 năm canh giờ Cho dù là thiên lý mã qua lại Rất kinh thành và dương châu thì cũng không khỏi quá nhanh rồi. Nhưng lời này đã nhắc nhở chủ đề. Yên Vương nhìn qua nhật quỹ bầy ở giữa trung đường, suy tư chốc lát, đang định mở miệng sai võ sĩ thủ vệ đi điều tra trịnh quân, thì nhìn thấy tiểu hiệu ý vừa rồi, đã dân theo trịnh quân cùng với hai vị quan văn, thân mặc triều phục tam phẩm từ bên ngoài đi vào. Nhật quỹ, dùng cụ sử dụng bóng mặt trời, để tính thời gian thời cổ đại hoa gia trịnh quân còn dân theo hai vị đại quan triều đình đến. Vừa rồi người truyền tin có môi việc nói thôi mà còn nói không rõ. Chủ đề mắng thầm trong bụng, nhìn ba người đối diện đi đến gần nói. Thiên hộ đại nhân còn đi cùng hai vị đại nhân nữa. Hai vị đại nhân đây nhìn rất lạ, không bên phải xưng hô thế nào. Lúc này, trịnh quân và hai vị quan viên đã quỳ xuống trước mặt chủ đề. Hành lê theo lễ nghị bai kiến thân vương. Sau đó ba người đứng dậy Người trung điên sắc mặt ngâm đen Đường bên trái lên tiếng nói Hồi bẩm yên vương điện hạ Hạ quan là lê bộ thượng thư hà kỳ miều Lúc điện hạ còn ở kinh thành Hạ quan đang giữ chức công bộ thị lang Không có giao tiếp gì với điện hạ Cho nên điện hạ không biết hạ quan Quan viên còn lại tiếp lời Tỷ chức là binh bộ thị lang Phùng Uyên Lúc trước là thành vệ tướng quân trong cung Nguyên bình bộ thượng thư Tề Thái Cùng với hai vị thị lang Đã bị bệ hạ chóc nã về quy án Bệ hạ cất nhắc tỷ chức lên làm binh bộ thị lang Hiện tại chức binh bộ thượng thư bỏ trống Đành phải để một thị lang như tỷ chức Đi cùng hạ thượng thư và trịnh đại nhân Đến bái kiến Yên Vương Điện Hạ Trong lục bộ Thì chú đệ quạt thực Không có giao tình gì với công bộ hơn nữa võ quan cấm về trong cung Không được phép có liên hệ với phiên vương Cho nên yên vương không có ấn tượng gì Với hai người này từ trước Nghe bọn họ tự xưng tên tuổi xong chu đại lúc này mới gật đầu nói Khó trách buồn vương không có ấn tượng Về hai vị đại nhân Hoa ra là một vị đến từ công bộ Một vị khang lại từ cấm quân đề bạt lên Lần này bệ hà phái hai vị đại nhân tiên đến Là muốn cùng buồn vương nói chuyện Chia sông để trị sao lê bộ thượng thư hà kỳ biểu mở miệng nói trước phải hai người bọn ta là được bệ hạ cắt cử đến thương nghị với yên vương điện hạ về chuyện chia sông để trị có điều điện hạ vẫn chưa nghênh đón thánh chỉ mà chúng ta lại nói chuyện trước không khỏi có vẻ bất kính với bệ hạ phải không rốt cuộc vẫn là đến soi mói bồn vương yên vương cởi lạnh một tiếng trong lòng nhưng dù sao hắn đã lấy danh nghĩa thanh quân chắc trước đó khi còn ở bắc bình mà thấy thánh chỉ còn phải làm bộ làm tịch bày lễ dân hương tám gội tươm tất hiện giờ đã đến dưới chân kinh thành nếu lúc này không tôn thánh chỉ truyền ra ngoài các vị phiên vương khác sẽ biết được có lẽ sẽ là cây cớ cho bọn họ xuất binh cần vương có điều hiện tại yên vương đang thắng thế nếu đích thân ra ngoài nghênh đón thánh chỉ lại lọ bình sĩ nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến lòng quân thế là chu đề thoai thác rằng mình bị thương trong đại chiến trịnh thôn bá, đến giờ thương thế vẫn chưa lành, đi lại không tiện, nên cho con trai thứ tư chu cao hì thay mình đi theo ba người bọn họ ra cổng nghênh đón thánh chỉ. để đứa con trai nhỏ mới mười, mười mấy tuổi đi theo ba người kia ra khỏi trung đường, chu đệ khen nhíu mày, trong lòng loang thoáng cảm giác được có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không thể nói được là không ổn chỗ nào. Trong một chàng tiếng nhạc lễ Chu đệ nhìn thấy con trai nhỏ chu Cao Hy của mình Hai tay bưng thánh chỉ Đi cùng trịnh quân và hai vị quan viên Tiến vào trung đường Ngày lùng Hà Kỳ Miều Muốn chu Cao Hy mở thánh chỉ ra Bạch vô cầu đột nhiên đứng phát dậy Tên cao to đen thôi Ba bước thành hai Đi đến bên cạnh Yên Vương nói Họ trịnh Và rồi người nhanh mắt ra hiệu với ông đây Là có ý gì Trong thánh chỉ này còn nhắc đến cả ông đây nữa hả? Có phải là tiểu hoàng đế nhà các ngươi Thế ông đây có tài trị quốc Chuẩn bị phong cho ông đây làm giang nam vương gì đó phải không? Không phải ông đây nịnh hót y chứ Vẫn là tiểu hoàng đế nhà các ngươi Biết thương người đây Khi nói đến đoạn trịnh quân Đưa mắt ra hiệu với bách vô cầu Hai vị đại thần đi cùng hắn đến đây Đồng thời biến sắc mặt Vừa rồi vẫn luôn đề phòng trịnh thiên hộ ngầm ra tín hiệu cho yên vương không ngờ trịnh quân thế mà lại âm thầm cầu cứu bách vô cầu lông này yên vương lập tức hiểu ra thân mình ngả ra sau một cái cả người cả ghế cùng ngả ra phía sau rồi hắn được hộ vệ chạy tới dìu dày nói to về phía hai vị trọng thân triều đình hai bảo chúng là giả giết nghe tiếng yên vương ra lệnh hộ vệ trong trung đường nhau nhau rút đạo bên hông ra nhào về phía hai người bên cạnh trịnh quân lông này Lê Bộ Thượng Thư Hà Kỳ Miểu Một tay bắt lấy vương tử Chu Cao Hy Bị dọa sợ đến ngây người Hắn mong ra đoạn đao dấu song lưng Kề lên cổ của tiểu vương tử Quan lên về đám hộ vệ đang sông tới Ai dám sông lên Ta giết nó trước Bây giờ binh bộ thị lang Phùng Uyên Giờ lấy thanh chỉ trong tay Chu Cao Hy Mở tung ra Để lộ bên trong quyền trục Là một cái bình sứ nhỏ màu trắng Phùng Uyên cầm bình sứ giơ cao lên làm ra tư thế muốn đập mạnh nó xuống đất. Nhưng đến khi sắp sửa đập xuống, hắn lại đột nhiên do dự, tay cầm bình xứ không dám buông ra. Bạch vô cầu vốn muốn lao lên, đánh hai người kia, lại bị yên vương đi tới giữ chặt. Hắn nói, Bạch tiên trưởng, người canh trường bổn vương là được, chuyện ở đây giao cho các hộ vệ xử lý. Người bảo vệ bổn vương bình an vô sự, sau này đà kim nhi trở về. Bổn vương nhất định tác hầm cho các người thành một đôi, thần tiên quyến lữ. Nghe thấy lão nhạc phụ tương lai nói như vậy Bách vô cầu lập tức cười tươi như hoa Lên cơ thể đứng kè kè bên cạnh chu đệ Lặng nhị thái Người không ra tay Còn chờ gì nữa Hà kỳ biểu trợn mắt Nhìn Phùng Uyên qua lên một tiếng tiếp tục nói Trường sinh thiên phù hộ chúng ta Người còn sợ cái gì Cổng làm thì chết thôi Có gì phải sợ Chúng ta đều là con của trường sinh thiên Phùng Uyên may móc gật gật đầu Hi sâu một hơi rồi rớt bình Sứ lên Dùng sức đập mạnh xuống đất Nhưng điều khiến hắn không ngờ được chính là Sau khi chủ đệ dọn vào tòa nha môn chi châu này Thì đã cho trải thảm ba tư thần dày Lên đền đất trong trung đường Vừa rồi hai người đều khẩn trương căng thẳng Để không chú ý để lấp thảm dưới chân Cũng vì thế mà bình sứ đập xuống Không hề bị vỡ Nhìn thấy bình sứ còn nguyên vẹn nằm trên phản Phùng Uyên và Hà Kỳ Miểu Đều không khỏi xứng sở Phùng Uyên hiểu ra Thì vội vàng nhào tới Muốn nhả lại bình xứ Để đập vỡ thêm lần nữa Nhưng lúc này Thì đám hồ vệ xung quanh Làm gì còn để yên cho hắn được như ý Một trận loan đào giang xuống nhanh mắt Đã kê liễu tính mạng Phùng Uyên Trong tay Hà Kỳ Miểu Có chu Cao Hy làm con tin Các hồ vệ chỉ bao vây hắn Chứ không dám tùy tiện manh động Hà Kỳ Miểu liếc nhìn Phùng Uyên bị chém chết Hít sâu vào một hơi Rồi nói với chủ đệ chủ đề Lần này bọn ta thất thủ Thì còn có lần sau Xem người có thể tránh được mấy lần Người ấy là người Mông Cổ Lâu này chủ đệ dưới sự bảo vệ của mấy lớp hộ vệ ta lùi dần ra đến cửa Hắn nhìn Hà Kỳ Miểu Đã không còn đường sống Cười lạnh một tiếng nói tiếp Bọn vương vốn còn định cho các người Kéo dài chút hơi tàn thêm mấy ngày nhưng nếu đám người bông cổ các ngươi đã không biết tốt xấu như vậy Thì bồn vương cũng không cần khai khí nữa Sau khi xử lý xong chuyện nhà với hoàng đế bệ hạ Bồn vương nhất định sẽ đích thân dẫn đại quân Đi tuyệt diệt dòng giống người nguyên các ngươi Phụ vương cứu con Lúc này chu Cao Hì bị Hà Kỳ Biểu bắt giữ Đã ru lên cầm cập Cậu ta là con trai nhỏ nhất của Yên Vương Năm nay chỉ mới 14 tuổi sự này cũng được Yên Vương yêu thích nhất Có cái gì hay Đều phải chia cho con trai út của mình một phần Bây giờ chu Cao Hy Đã sợ đến mức tè ra quần Cậu ta vừa run lầy bẩy Vừa khóc lóc nói Có chuyện gì phụ vương cứ nhận lời hắn trước đã Con còn ở trong tay hắn Đại nhân Yên vương điện hạ nói đùa với ngươi thôi Chỉ cần phụ vương ta có được gian sơn đại minh Nhân định sẽ lại kết giao hảo Với đại nguyên tiểu súc sinh Yên vương giận đến mức Sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ Hàn nghiên giang giật lấy công tên Từ tay hộ vệ bên cạnh mình Dương công cải tên Nhắm thẳng vào ngực con trai út của mình mà bắn Chủ đề từ nhỏ Đã đi theo thái tổ hoàng đế Trung Nguyên Trương Nam Trinh Bắc Chiến Tại ban công tuyệt đối không tầm thường Một môi tên bắn ra Lập tức xuyên thủng lòng ngực của Chu Cao Hy Còn xin luôn cả Hà Kỳ biểu Ở sát ngay sau lưng cậu ta Nhìn thấy một mũi tên bắn xuyên hai người Đám hồ vệ cũng bị dọa sợ Không ai ngờ được chu đệ Lại đột nhiên xuống tay với con trai của mình Lông đại Yên Vương nhìn hai người Bị xiên vào cùng với nhau ngã xuống đất Xanh mặt đối với đám hộ vệ Còn đang kinh ngạc sướng sở Cả người chỉ lo hóng chuyện thôi sao Còn không mau ra tay Giết chết hắn đi Đám hộ vệ nghe thế mới phản ứng lại lao lên chém chết Ha Kim Biểu cho đến khi bọn họ quay ra muốn cứu chữa cho Chu Cao Hy Mới phát hiện mưa tên vừa rồi của Yên Vương Đã bắn thùng trái tim tiểu vương tử Khiến cậu ta chết ngay tại chỗ Nghe tin đứa con thứ tư của mình đã chết Yên Vương hừ một tiếng nói hừ, Một thằng tiểu súc sinh chết thì chết thôi Có gì to tát chứ Đồ súc sinh như vậy Cũng dám nói là con trai của chu đệ ta sao Trong lúc chu đệ đang mắng đứa con trai đã chết của mình. Trên quân bị đám hộ vệ bắt lại, đột nhiên la lớn. Hai bọn chúng đều là vu sư, trên người còn có dịch độc. Trước đó trịnh quân bị hai người kia không chế. Còn giờ thủ đoạn lên miệng, khiến trịnh quân không thể nói ra chuyện có liên quan đến dịch độc. Bây giờ hai người Mông Cổ đã chết, Trịnh quân mới có thể nói chuyện theo ý mình, lập tức hô to về phía đám người Yên Vương. Lúc này, mấy hộ vệ đang vây quanh bà cốt tử thi công lộ ra vẻ mặt khẩn trương Bọn họ hô lên với Yên Vương Thôi giữa Thi thể người Mông Cổ thôi giữa rồi Yên Vương nhìn theo hướng ánh mắt của bọn họ liền thấy thi thể Phùng Uyên chết đầu tiên Đang nhanh chóng phân hủy thôi giữa Bây giờ ngũ quan đã dơ nát Không còn ra hình thủ Chủ đề nhanh mắt hiểu ra Hai người Mông Cổ này Đều đã xác định sẽ chết Bọn chúng đã chuẩn bị trước sau sẵn sàng Trước tiên động tay vào thánh chỉ Bên trong bình xứ kia chắc hẳn Chính là dịch động Nếu thứ này bị phát hiện Thì bọn chúng sẽ tự nghĩ cách chết trước mặt chu đệ Dùng dịch độc ở trong cơ thể chính mình Để giết chết vị yên vương điện hạ này Chu đệ vừa hiểu ra liền vội vàng chạy về hậu viện phía sau Lúc này bên trong trung đường Đã loạn hết cả lên Trên người mấy hộ vệ đứng gần tử thi nhất Đã xuất hiện dấu hiệu thối giữa Bọn họ quân quyết chạy ra bên ngoài Đám hộ vệ canh giữ ngoài cửa bị tình trạng của đồng đội mình dọa sợ liên tục hét lớn cũng bất chấp canh phòng bà nhao nhao lùi vội ra sau mà thấy số người bị nhiễm dịch độc ngay càng nhiều ngay cả yên vương chu đệ cũng nhanh chân chạy vào hậu viện lúc này trên người cũng đang nổi đầy bọng nước hàn tận mắt nhìn thấy bọng nước nhỏ nối liền với nhau rồi vỡ tung bên trong chảy ra thứ nước mù màu vàng tanh tưởi để khi gần đưa tất cả mọi người ở đây để bị nhiễm dịch độc Trần có một giọng nói quen thuộc cất lên Ông già ta chỉ đi thay bộ quần áo Sao mà đa náo loạn thành ra thế này rồi Đều ra đây Nhảy vào trong hồ nước đi Còn trai ngốc Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong hả à? Trong này còn cưới vợ kiểu gì được nữa Ông già ta cũng phát sầu thay ngươi Hồ nước cả người nhảy vào hồ nước hết đi Nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy Mọi người đều không do dự ao lên chạy về phía hồ nước Lúc này mới thấy quy bất quy Đã thay quần áo xong Đang đứng trên cầu ao bên cạnh hồ nước Ông già lấy từ trong ngực áo ra Năm sáu viên thuốc Dùng tay bóp vụn thành bột Rồi dài vào trong hồ nước Nhảy xuống hết đi Nhìn từng đám từng đám người Đã thôi giữa kinh khủng chạy đến Ông già chỉ vào hồ nước nói Nhảy xuống ngâm mình một lúc đi Có ông già ta ở đây Các người không chết được đâu Tiếng quỷ bất quỷ còn chưa dứt hẳn Mấy trăm con người đã nhảy ao ao xuống hồ Bọn họ vừa tiếp xúc với nước Đã đau đớn kêu gào ở Mỹ Ông già đứng trên cầu thấy vậy Thì cười khà khà nói Đừng sợ đau Đau tức là thuốc có hiệu quả Cả người tự ngẫm lại mà xem vừa rồi lúc thân thể bị thôi giữa Chỉ cảm thấy ngứa Chứ không thấy đau có phải không Bây giờ thấy đau nghĩa là Sắp khỏi rồi đây Con trai ngốc à Người đi gọi cả binh sĩ gác cổng đến đây luôn đi Lâu này dịch độc Đã lây lan rồi Bọn họ cũng đã bị lây nhiễm rồi Lục bạch vô cầu chạy đi Gọi đám lính gác cổng Trông thấy nhóc nhậm tam đang đứng trước cửa trung đường Bắn cầu lửa hết quả này đến quả khác vào bên trong Phong hỏa thiêu cháy Cả tòa trung đường Ngầm mình trong nước không bao lâu Phần thịt thôi dưa trên cơ thể đám người Bắt đầu chậm rãi mất đi Bọn họ quan sát lẫn nhau Thế trên thân thể đối phương dần dần sinh ra da thịt mới Thế vậy thì biết trên người mình Cũng đang trong quá trình phục hồi Lúc này mới thoát khỏi cơn kinh hoàng Khôi phục trạng thái bình thường Trong lông mấy trăm người Đang ngâm nước thuốc quy bất quỳ ngồi lên một tảng đá Đặt bên hồ Trong tay cầm dây bút Khỏi biết đang hy hoái viết cái gì Lúc này hồ nước đã bị chen trúc chật cứng Cứ thế mà bên ngoài vẫn không ngừng có binh lính bị nhiễm độc Chạy đến nhảy xuống hồ Chu đệ bây giờ đã khôi phục tương đối Được thuộc hạ dìu ra khỏi hồ thấy Yên Vương đã lên bờ Đám quan viên linh gác lúc đầu Cùng hắn nhảy xuống cũng bò lên theo Nhờ lại chỗ trống cho những người Bị nhiễm độc khác Nghe lại vừa rồi Bản thân vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng Chu đệ liền túa mồ hôi lạnh đầy người Hắn bạc kệ cả người ớt đẫm Để đến trước mặt quy bất quy Hành lễ nói đà tạ quy lóc tiên trường Nếu hôm nay không có quy lóc tiên trường tọa trấn Chị e buồn vương cùng với tướng sĩ Còn cả dân chúng thành Dương Châu Đều đã bị nhiễm độc hết rồi Điện hạ nói lời này Khách sáo quá rồi Đêm qua mọi người suýt thì Đã thành người một nhà Mà người một nhà thì Không nói hai lời khác biệt Quy bất quý cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói Dịch đặc bị phát tán từ vương phủ nên độc tính ở đây là mãnh liệt nhất Tùy Điện Hạ và chư vị đại nhân Đều được giải độc Nhưng dân chúng thành Dương Châu Cũng đã bị nhiễm dịch độc rồi May một cái là bọn họ ở xa Sẽ không phát tác quá mạnh như ở đây Trong khi nói Quỷ Bất Quỳ lấy ra phương thuốc Mình vừa viết xong Giao cho Yên Vương rồi nói tiếp Nhà Điện Hạ cho người đi bốc thuốc Theo phương thuốc này Trên đó đều là những dược liệu Bình thường dễ kiếm Không cần thuốc dẫn Đầu trò đặc xệt lại là có thể dùng Dần chúng thành Dương Châu dùng thuốc xong Không mất bao lâu là có thể khôi phục như bình thường Yên Vương nói lời cảm tạ Rồi nhận lấy phương thuốc Giao cho quan viên bên dưới đi làm Lâu này Trịnh quân vừa rồi cũng cùng chu đệ lên bờ Đưa mắt nhìn Yên Vương với vẻ hậm hực không cam tâm Như thể vừa rồi chu đệ Không bị nhiễm độc mà chết Khiến hắn rất thất vọng Biểu cảm của trịnh quân Bị Yên Vương vô tình nhìn thấy Chú đệ cười lạnh một tiếng Nói với hắn <laughs> Thiên hộ đại nhân Bồn vương không chết trong trung đường Khiến người thất vọng lắm hả đều đàn điều vậy thì vừa rồi Tại sao người lại cố gắng nhắc nhở bồn vương Rằng hai người kia là vô sư mông cổ Trình quân liếc mắt Nhìn Yên Vương rồi cúi đầu không đáp lời Nhưng mà ai cũng đều nhìn ra Trong lòng hắn đang nghĩ gì Nơi này cách kinh thành quá gần nếu không phải vì Dương Châu ở rất gần Kinh Thành Thì trịnh quân chỉ ước ao Chủ đệ và bè lũ của hắn đều chết quách cho xong Trịnh Thiên Hộ lo rằng Một khi Dương Châu bùng phát dịch bệnh Thì rất nhanh sẽ lan đến Kinh Thành Vì an toàn của tiểu hoàng đế Nên hắn bây đánh bất đắc dĩ nói ra Nếu được có thể Trịnh quân không ngại đam luôn cái mạng của mình Đồng quy vô tận với Chu đệ Lâu này, Quy Bất Quy cười tùm tìm bước tới giảng hòa Ông già cười một chút rồi nói với chu đệ <laughs> Yên vương điện hả Tuy rằng ông già ta không phải người ưa bắt bẻ lễ nghi gì Nhưng người cứ ướt ướt như thế này À, công đứng trước mặt ông già ta Thì không khỏi có hơi tùy tiện quá Điện Hạ Vân nên đi thay quần áo trước thì hơn đấy à, phải Làm tiền trưởng nói rất đúng Bồn vương có hơi thất lễ rồi Yên Vương tỏ vẻ xấu hổ cười một tiếng Rồi dân theo đám thù hạ trịnh hòa Đi vào trong phòng ngủ Ở trong hậu đường Sau khi Yên Vương đi khỏi Các quan viên còn lại ai nấy Cùng dân theo thù hạ của mình Đi tìm chỗ thay quần áo Chỉ là trong một lúc Thì tại nha môn Chi Châu Không thể có được nhiều quần áo sạch đến thế Cuối cùng phải lấy cả quần áo của nha dịch của ông chỉ đủ cho đám quan viên cao cấp thay mới có điều chú đệ còn chiêu cố trịnh quân Tìm cho hắn một bộ quần áo sạch Của tiểu hiệu úy Yên Quân Chỉ thiên hộ do dự một lúc Giờ Vân sẽ ký hiệu Yên Quân Trên quần áo xuống Xong xuôi mới chịu mặc lên người Đám binh lính thì Vân phải chịu ướt chịu lạnh Một trận gió thổi qua Trong vương phủ tạm thời lê không ngừng vang lên từng trận tiếng hắt xỉ Một lúc lâu sau đó chủ đệ đã thay xong quần áo mới Cho mời quý Bất quy và hai con yêu quái Đến thằng phòng ngủ gặp mặt lúc một người hai yêu đi tới thì thấy ở đây đang ngồi đầy quan viên bắc bình bà họ thấy ba vị tiên trưởng đến thì nhào nhào đứng dậy quy bất quy vào phòng rồi mới thấy trịnh quân cũng ở bên trong hôm nay bọn ta có thể ngồi ở chỗ này ít nhiều cũng nhờ quỷ lão tiên trưởng cứu giúp trong khi nói chủ đề dân theo đám quan viên của mình hành lễ với ông già miệng đồng thời nói đại ân cứu mạng Đều tái tạo một lần xin nhận của chu đệ một lại nhìn chu đệ cùng với đám quan viên bái lạy xong đứng lên quy bất quy mới cười tủm tìm nói <laughs> làm gì vậy chứ chẳng qua là làm chút chuyện không đáng mấy sức mà thôi điền hà không cần như vậy ông già ta ngại lắm chu đệ đứng dậy rồi lại khai khí với quy bất quy mấy câu sau đó hắn xoay người trầm mặt nói với trịnh quân Trình Thiên Hổ Tiếp theo có phải người để nói một chút gì không nhỉ Người dân người đến hành dinh của bồn vương Đâu thể nào không nói gì Cơ thế bỏ qua đúng không Bộ di chuyển thẩm vấn như này Không cần yên vương đích thân bận tâm Giao cho người dưới chướng làm là được Nhưng hôm nay xảy ra chuyện qua lớn Chính bản thân chu đệ Còn dạo qua quỷ môn quan một vòng Hơn nữa yên vương trời sinh tính đáng nghi Chuyện lớn như vậy mà hắn không tự mình lần ra manh mối gì Nếu đến một ngày nào đó Bên cạnh không có những kỳ nhân dị sĩ như Quy Bất Quy Hay Diêu Quảng Hiếu Mà lại xảy ra chuyện như thế này thêm một lần nữa Chỉ sợ Yên Vương thật sự sẽ đi đời luôn Không ngờ được chính là Trình quân lại cười lạnh một tiếng Nói với Yên Vương <laughs> Cái này thì ta còn đang muốn thỉnh giáo Yên Vương điện hạ đây Tại sao trong trận doanh của ngươi lại có vua sư Mông Cổ. Ngoài trừ bọn họ, thì còn có hơn một ngàn binh lính Mông Cổ nữa. Bọn chúng thân mặc quân phục của Yên Quân không nói. Bên mình còn mang theo cả thánh trì giả và quan phục triều đình. Yên Vương Điện Hạ, cái này thì người không thoát được can hệ đúng không? Sau này khi nghe được Yên Vương chủ Đệ đồng ý kiến nghị chia sông đề trị của tiểu hoàng đế, trịnh quân lập tức cưỡi khoai mã, mang theo mấy tùy tùng bên cạnh cấp tốc chạy về kinh thành bọn họ đi được chừng 50 dặm đường thì gặp một trạm kiểm soát của Yên quân. Trên quân đinh đinh rằng trên người mang theo lệnh bài thông quan của Yên Vương chủ Đệ thì sẽ không gặp bất chắc gì. Lập tức lấy ra lệnh bài chuẩn bị đi qua trạm. Khi đám người trịnh quân không ngờ được chính là Yên quân điền thấy lệnh bài rồi lại vẫn không cho bọn họ đi qua. Còn lấy giấy bút ra mà đám người trịnh quân vì rõ tên tuổi cùng với lý do muốn qua trạm nói là phải đăng ký và sổ lưu lại. Đây là quy định mới nhất của yên vương. bất kể là ai cũng không được đặc cách. người này vẫn đang trong phạm vi kiểm soát của yên quân. Trình quân cũng không nghĩ nhiều. liên công thủ hạ nhận lấy tờ giấy, ngồi trên ngựa viết lại tên họ cùng với lý do qua chạm. ngay lúc bọn họ rời tay khỏi dây cương, mê tên yên quân đang cười già là đột nhiên hành động, lao lên đánh vật từng người thủ hạ của trịnh quân xuống khỏi yên ngựa. Trên tay những người này đang cầm dây bút, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đám yên quân kéo xuống ngựa. Ngay cả trịnh quân luôn phòng bị nhạy bén, cũng không có may mắn thoát được. Lông đại hắn bị kéo xuống, còn bị đập đầu vào hòn đá dây đất mà ngất đi. Trở đến khi hắn tỉnh lại, thì thấy mình đã bị trói trong một sơn động. Ngoài hắn ra, thì những tùy tùng đi theo cũng bị trói gô. Thầy trịnh quân đã tỉnh, một tên yên quân phụ trách trông coi chạy ra ngoài Gọi đến mười mấy người mông cổ Thân bạc phục sức quý tộc đại nguyên Hai tên Hà Kỳ Biểu Và Phùng Uyên lúc sau Không chế trịnh quân Để gặp yên vương Cũng ở trong số đó Bởi vì người mông cổ Từng thống trị trung nguyên nhiều năm Để đám người này Đều có thể nói tiếng Hán rất lưu loát Hà Kỳ Biểu Tiến đến chào hỏi trịnh quân đi đâu Muốn làm gì Vì đã nhìn ra được lai lịch của đám người mông cổ chỉ thiên hộ hiển nhiên là không trả lời Hàn chỉ nói rằng Mấy người mình đều là quan quân thủ hạ của Yên Vương Mở đến chiến trường phía trước thay quân Có điều lời nói dối của hắn Và không thể lừa được Mấy mấy người Mông Cổ dường như Đã biết tất cả này Thủ lĩnh của đám người Mông Cổ Nhìn trịnh quân cười một chút Cất tiếng nói <laughs> Từ khi nào mà trong đại quân của Yên Vương Điện Hạ Lại có cả cầm y vậy vậy Mắt ta tuy mờ mà... Nhưng đầu óc vẫn chưa hồ đồ Có thể phân biệt được đâu Là nghi phục của cẩm y vệ Đâu là ký hiệu của yên quân Hết chương 210 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe xong nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Chúc các bạn ngủ ngon